Chào mừng các bạn đến với Tổ quốc trên hết. Các bạn thân mến, hiện nay kẻ thù của chế độ, của đất nước đang đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Một trong những âm mưu đó là tuyên truyền cho việc lật sử, xuyên tạc, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, nhằm gây hoang mang trong dư luận, lung lạc niềm tin của quần chúng nhân dân. Tổ quốc trên hết giới thiệu đến các bạn bài viết của Trúc Linh, nhận diện nhóm Thai Mai có ý đồ hạ bệ hình tượng dân tộc, công kích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Như đã nêu ở phần 1 và quá trình theo dõi từ rất lâu, tôi nhận định cặp chị em Thái Mai và Văn Thị Vân có sự hợp lực của những kẻ khác tạo thành nhóm. Họ là những thành phần cơ hội chính trị nguy hiểm trên mạng. Chiêu trò của họ ban đầu là giả đỏ và ra vẻ ủng hộ đấu tranh Ngụy Sử. Sau khi tạo được lòng tin của mọi người rồi dùng thủ đoạn tuyên truyền xám, nghĩa là cài vào những sự kiện có thật, những thông tin bịa đặt kiểu tin đồn. Quyển sách nói thế nhưng lại được sơn phết cái vỏ nguồn tin cậy để xuyên tạc thực tế. Lợi dụng tôn vinh thần tượng này để đánh đổ thần tượng khác, thậm chí với giọng điệu lắc léo, họ đã hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khi cho rằng phải đặt tư tưởng đường lối của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn làm nền tảng của Việt Nam và ngang hàng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy bản chất của hiện tượng này là gì? Trước hết, tôi cho rằng những người này do mang nặng tư tưởng tư sản cho nên chỉ nhấn mạnh đến vai trò của cá nhân mà bỏ qua vai trò của tập thể lãnh đạo, chỉ nhấn mạnh vai trò lãnh tụ mà không biết đến vai trò của quần chúng, và đương nhiên họ không hề biết đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Điển hình như việc nâng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhưng lại hạ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chứng tỏ những người này chỉ sa đà vào chủ nghĩa cá nhân. Họ cố tình xoáy vào hai học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm đòn dân túy nguy hiểm, làm phân tâm cộng đồng, mở bài cho tiêu chí đa nguyên chính trị mà họ là những kẻ thổi bùng lên khuynh hướng bè phái trong nội bộ. Chưa dừng lại ở đó, trên nick Facebook Thái Mai còn có ý công kích và có thái độ ngông cuồng đối với vị nguyên thủ quốc gia mà cụ thể là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Như chúng ta đã biết, dù là người ít nói về mình, nhưng những việc bác Trọng đã làm thì hầu hết mọi tầng lớp nhân dân đều ghi nhận, dẫu đã có những thời điểm đất nước ta đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nạn tham nhũng hoành hành, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm leo thang, nhưng với vai trò của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân, đẩy lùi những vấn nạn nhức nhối của xã hội, những con sâu mọt lần lượt bị lôi ra ánh sáng công lý và vào lò để trả giá cho những tội lỗi của mình. Niềm tin của nhân dân dần được lấy lại. Điều đáng nói, trong khi tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ và đặt niềm tin vào bác Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước, ngay như chính bản thân tôi khi xem truyền hình trực tiếp buổi nhậm chức, tôi thực sự xúc động bởi những lời phát biểu của bác Trọng rất chân thành, mộc mạc, khiêm tốn và cầu thị. Nhưng tôi hiểu ẩn chứa trong đó là tất cả những tâm huyết lo toan mà bác dành cho đất nước, một cảm xúc thật lạ trong tôi xen lẫn những niềm buồn vui khó tả. Buồn vì giá như không có những kẻ đang tâm xé toan đất nước thì có lẽ giờ này bác ấy đỡ vất vả hơn, nhưng cũng thấy vui và vững tâm hơn vì trong tôi có niềm tin chiến thắng. Chiến thắng nạn tham nhũng bè phái, chiến thắng bọn lợi ích nhóm. Vậy mà đâu đó vẫn có những kẻ lạc loài, có lẽ chúng chỉ vì lợi ích của ông chủ, hoặc đã ráp tâm móc nối với ngoại bang để biến tổ quốc này một lần nữa lại nô lệ lầm than, nên chúng cố tình đối đầu với bác Trọng. Sở dĩ tôi gọi đó là ngông cuồng, bởi khi bắt gặp những bài viết, những đoạn comment của nhóm này, khi lợi dụng bài phát biểu trong buổi nhậm chức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, để bẻ lái và chỉ trích năng lực của bác ấy, chúng cho rằng sẽ là mối nguy hiểm cho đất nước nếu như đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm thêm nhiệm kỳ. Vậy nguy hiểm cho cá nhân ai và cho nhóm người nào?
trong khi nhân dân ước ao giá như bác ấy trẻ hơn 10 tuổi. Cũng căn cứ vào những bằng chứng có được, tôi thấy chúng không có những thâm độc khi hạ bệ tiền nhân như tướng Giáp, mà còn quá xảo trá khi tạo sự so sánh giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là sự so sánh hoàn toàn vô lý vì mỗi người trên cương vị và chức trách nhiệm vụ khác nhau. Phải chăng đây là chiêu trò pro cho thần tượng của mình, đồng thời hạ uy tín bác Trọng? Tôi muốn cùng mọi người vén bức màn bí mật bởi có thông tin đồn đoán rằng chồng của Văn Thị Vân đã sang Mỹ 10 năm nay chưa về. Ngoài cặp đôi này ra còn có ít nhất 3 thành phần đứng sau. Chúng có thể là bộ sổ của thế lực XYZ nào đó đang cận kề ngày tận số. Luật an ninh mạng sắp có hiệu lực nên chơi bài sống còn. Cũng có thể là kẻ cực đoan, bất mãn hoặc vì thỏa mãn chủ nghĩa cá nhân nên đã tiếp tay cho nhóm đó và đồng nghĩa việc tự đánh mất mình. Liên quan đến những vấn đề nêu trên, xin đặt ra câu hỏi. 1. Nếu như thông tin chồng Văn Thị Vân đang ở Mỹ là thật, vậy ai là người bảo lãnh cho Sang và từng ấy năm ở bên đó làm gì? 2. Đây có phải là nhóm người đang có âm mưu gây diễn biến hòa bình tại Việt Nam bằng những thủ đoạn như xét lại lịch sử, chia rẽ nội bộ lãnh đạo, hạ bệ tượng đài, đại tướng Võ Nguyên Giáp, dẫn đến hạ uy tín quân đội nhân dân Việt Nam chỉ vì bảo vệ lợi ích nhóm mà chúng đang tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ráp tâm dập tắt lò? Vậy ông chủ nhóm đó là ai? 3. Nghi vấn của những người đứng sau để cố vấn dàn dựng những người đó là ai, tại sao đối đầu với tướng Giáp và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng? 4. Đây là những bài viết của nhóm Thai Mai diễn ra từ trước, trong và sau khi hội nghị Trung ương 8 và hiện tại đang là Trung ương 9. Như vậy có liên quan gì không? Vì sao? Có lẽ đây là bài viết cuối cùng của tôi về nhận diện nhóm này, bởi lẽ chúng ta sẽ không để mắc mưu khi để họ lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác để nhằm phân tâm sự kiểm soát của tai mắt nhân dân. Chúng ta vẫn đấu tranh và theo dõi, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ủng hộ đảng, nhà nước, chính phủ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công cuộc chỉnh đốn đảng, hãy cùng nhau đoàn kết, chung tay giữ lửa và bảo vệ thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh chúng ta đã dày công vun đắp.